Chiều tối qua, theo giờ địa phương, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cuba. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Cuba của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng và Nhà nước, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Cuba và quan hệ hai nước. Trong suốt hơn 60 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song mối quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam, Cuba ngày càng được củng cố và phát triển, gắn bó trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, quan hệ gắn bó tin cậy giữa hai đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, thể hiện qua các cuộc điện đàm, gặp gỡ thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Về kinh tế, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nước đầu tư lớn nhất từ khu vực châu Á, châu Đại Dương tại Cuba. Hợp tác quốc phòng được xem là trụ cột trong quan hệ hai nước. Trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Ngay sau lễ đón, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã tiến hành hội đàm nhằm thảo luận đánh giá về thành tựu đạt được, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng để tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba bước sang một giai đoạn mới, ngày càng phát triển thực chất và bền vững.